yêu nhau mấy núi cùng leo, mấy sông cũng lùng, mấy ngàn cũng qua. Ta trong đây thấy kỳ vầy, thương ương ngọt ngường thu đam hồ đang dìu nhau trên con đường đầy hạnh phúc. Kể từ ngày hôm nay, tình yêu của họ đã như đùa, có đôi như thuyền, có bến như đàn, có dây. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị cùng quý quan quý hậu thân mến, yêu nhau trong một câu thề sắc son mong đợi bây giờ là đây. Ngày hôm nay cái ngày nung nấu cho môi mặn nồng, thế ngày cái bếp tiện lòng, tiện đông là vợ mà chữ cường là chồng. Đương ngương ngọc ngường thu đông, không quên gửi lời cuối chào ra mắt đến con thề quý vị. Vâng, mời chân chân thần sân hồn trong niềm hạnh phúc của đôi người đó chính là những đáng sân thành nghĩa mật làm cha làm mẹ để được sự chung tay vun đắp và lo liệu đến từ hai bên gia đình của ông bà Phan Thanh Sơn, Phạm Thị Của đến từ số 5 thôn Minh Sơn, xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Rất hân hoan và vinh dự khi được viết chung tên cho các thôn của gia đình của ông bà Nguyễn Công Đức, Quỳnh Thị Tô Hà đến từ đầu một thôn Tân An, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Và ngày lúc này quý vị đừng quên dành những tràng pháo tay với thật nồng nhiệt với cùng chào đón quý đại diện cho đến từ hai bên gia đình cùng tiến về sân khấu danh dự. Và đến từ quý đại diện của nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của chú Thiện Ngọc Cường là Phan Văn Sơn và bà Phạm Thị Của. Và đến từ quý đại diện của nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời một vị nam và một vị nữ cùng tiến về sân khấu danh dự. Thưa toàn thể quý vị thân mến, và hôm nay sẽ một chút mày tình trong một khắc nghỉ dài trăm năm. Kết thúc tình yêu là sự kiện đại gia đình yêu thương hạnh phúc cùng đôi gương Ngọc Cường Thu Đông. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng. Vâng, hôm nay các vị thông gia trai duy thì gái cũng mừng, họ gái hân hoan mừng sĩ thảo, nhà trai hứng hờ đón giao hiền. Sự kiện đông đủ của toàn thể quý vị là niềm vui, niềm vinh dự cho đại gia đình. Và chắc chắn rằng ngay lúc này ban tổ chức cũng xin điểm chào cái mời về cho các từ hộ nhà trai cùng tiến về sân khấu đại diện và có đôi lời phát biểu, xin điểm chào cái mời ông. Đây nữa à, đúng chưa mà trời đang chứ. Nhà trai lúc ấy là chim kính trầu con bên nhà họ cùng toàn thể bà con gia tộc mình là anh em bạn bè thân hữu gần xa và thân thiết gia một lời chào trân trọng nhất. Cái nữa thế họ một năm chỉ có một ngày chỉ có một tháng à, một năm chỉ có một tháng chỉ có một ngày chỉ có một giờ. Giờ này là giờ quân độ, tôi tham mạc cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn hết tất cả bà con gia đình mình ạ. Họ hàng phía bên đã tiến đưa và đông nước cô giao chú rể về đây. Giờ này đã thành công tốt đẹp, tôi xin tham mạc cho họ nhà trai xin chân thành cảm ơn hết tất cả bà con đã chứng kiến phía bên gia đình chúng tôi giờ này tốt đẹp, thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn những lời phát biểu đến từ vị trong cô nhà trai và chắc chắn rằng hòa chung trong niềm vui cuối cùng của nhau thu năm thì vị trong đến từ hồi nhà gái cũng sẽ có đôi lời gửi gắm xin được gặp kính ông. Đại gia, nói chung là ở trong có tình rồi thì vẫn như có hương thơm dịu ngọt của khổ cây qua lá, âm thanh ngọt ngào mang mát của làng quê để thành hôn được tổ chức. Và tôi cũng đại diện thay lời cho họ nhà gái gửi tới quý quan hay họ và quý vị khách quý một lời cảm ơn chân tình, một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Quan viên hay họ, à, kính thưa quý vị khách quý, người ta thường nói rằng yêu nhau thì mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, yêu nhau nghĩ trên nghĩa mẹ cha vừa lòng. Và kính thưa quý vị, người ta thường nói rằng trong mỗi chúng ta ai cũng đi tìm một nửa cho đời mình. Và hôm nay hai em của chúng tôi đã
chính thức nhận ra rằng mình là một nửa của đời nhau, và rồi không gì tách rời tình yêu của họ ra được nữa. Dường như tình yêu của họ được tạo hóa, sắp xếp, an bài. Và Giang Giang thường nói rằng đó chính là ông Tơ và Nguyệt đến mối suy nhiên của tình yêu của hai em. Và đến hôm nay, tình yêu của hai em đã được đương qua lớp trái. Không biết thưa quý vị, tuy là đến tuổi dựng vợ gả chồng, nhưng có rất là nhiều điều sai sót xin quý thọ nhà Tây chỉ dạy và chỉ vẽ thêm cho em. Vâng, một lần nữa tôi xin chúc sức khỏe và chúc mừng. Một sao hôm nay là gồm gì được quý vị, với là phát biểu rất ý nghĩa và so sánh với từng vị chú hôn của hội nhà gái Vân và chú hôn nhân nhẹ U Thê Nay Tha Đã Định Em Về Với Anh. Xin mời đôi gương hãy tiến với thấp thượng pha lê tình yêu và cùng nhau tay trong tay sống tại những ly rượu. Vừa qua là những giây phút rất ngọt ngào trong tình yêu của đôi Ngọc Cường và Thu Đông. Quý vị đừng quên là dành những lời chúc phúc tốt đẹp để dành tặng Sơn Lương những ngày vui hạnh phúc, hòa chung cho những bằng tiệc mạnh thân thương với từng dịch vụ ẩm thực đầu cơ thì một chương trình ca nhạc khác mừng thuốc cho nhau nghe sẽ được liên tục. Trung tâm ban nhạc nhạc kỳ của chúng tôi đã sẵn sàng với những tấm lá phiếu đăng ký bài hát gửi tặng đến toàn thể quý vị cho những bằng tiệc mạnh. Trai yêu văn nghệ thì vui mà gái yêu văn nghệ như đời thêm hoa. Mở màn cho chương trình ca nhạc, quý vị sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu qua tiếng hát của anh Trọng Nghĩa đến từ hội nhà gái với một ca khúc tự chọn xanh đường trái đầu. Xin mời. MC Ngọc Di đã giới thiệu cho hội nhà trai để tham gia chương trình ca nhạc để chúc mừng cho chủ đề được cho năm hạnh phúc. Nhưng Trọng Nghĩa của chương trình rất là cáo lỗi luôn. Chương trình ca nhạc là nếu Trọng Nghĩa là cái đầu tiên mà Trọng Nghĩa có thể hiện thì nó cũng rất là không vui. Nhưng mà Trọng Nghĩa chỉ có một người bạn của Trọng Nghĩa đại diện cho bên hội nhà trai, xin mời tiếng hát của họ.